Khoản 1 điều 5 thông tư 48 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ. Theo đó, khi có một số tiền nhàn rỗi nào đó, nhiều người đã chọn gửi tiết kiệm để vừa giữ được số tiền gốc ban đầu, mà sau một khoảng thời gian nhất định sẽ được nhận thêm tiền lãi. 1. Có được gửi tiết kiệm chung không? Không chỉ cá nhân được gửi tiết kiệm, mà hai hoặc nhiều người có thể cùng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Trong trường hợp này, trên sổ tiết kiệm sẽ có thông tin của người gửi hoặc nhiều người cùng gửi. Ngoài ra, tùy theo quy định của từng ngân hàng và thỏa thuận của những người gửi chung tiết kiệm, các bên có thể thỏa thuận cử một người đại diện đứng tên trên sổ tiết kiệm. Như vậy, một người mà nhiều người đều có thể cùng nhau gửi chung tiết kiệm. 2. Cần kiểm tra thông tin gì trên sổ tiết kiệm? Để tránh rủi ro về số tiền tiết kiệm bị nhầm lẫn hoặc sai sót thông tin người gửi, ngân hàng cũng như lãi suất, khách hàng khi gửi tiết kiệm cần kiểm tra ít nhất những thông tin nêu trên, đặc biệt là số tiền nộp vào như lãi suất hàng tháng và các tất toán sổ tiết kiệm. Ngoài ra, tùy vào từng ngân hàng, có thể sẽ có thêm một số nội dung khác, nhưng về cơ bản đều phải bao gồm các nội dung nêu trên. 3. Gửi tiết kiệm online, tiện lợi nhưng vẫn có rủi ro. Ngoài cách thức gửi tiền tiết kiệm truyền thống, bằng cách người gửi đến trực tiếp ngân hàng để thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm và xuất trình các loại giấy tờ nhân thân, cũng như số tiền muốn gửi cho giao dịch viên để làm sổ, thì hiện nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều ngân hàng đã áp dụng việc gửi tiết kiệm online. Tuy nhiên, do không có sổ tiết kiệm cũng không có chứng từ, nên nhiều người còn e ngại về sự bảo mật, an toàn của hình thức này, bởi tất cả chỉ thực hiện trên môi trường mạng, qua app mà không phải đến tận nơi. Để đảm bảo an toàn, khi gửi tiết kiệm online, khách hàng cần phải đọc kỹ các điều khoản, chỉ nên gửi ở các ngân hàng uy tín và không click vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi qua điện thoại. 4. Có được gửi tiết kiệm bằng vàng không? Căn cứ khoản 1 điều 10 thông tư 48 năm 2018 và khoản 2 điều 1 thông tư 12 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có thể khẳng định các ngân hàng không được gửi tiết kiệm bằng vàng dưới mọi hình thức, cũng như không được chuyển đổi quy động bằng vàng thành đồng Việt Nam dưới mọi hình thức. Do đó, khi gửi tiết kiệm thì người dân chỉ gửi bằng tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ. Khi giao dịch vàng tại các ngân hàng, người dân chỉ có thể sử dụng hình thức ký gửi vàng tại các ngân hàng. Đây là hình thức thuê két của ngân hàng và người dân sẽ không được nhận lãi, thậm chí còn phải trả cho ngân hàng một khoản tiền phí giữ hộ. 5. Người có sổ tiết kiệm không may mất đi, làm sao để rút tiền? Theo quy định tại điều 18 thông tư 48 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể sẽ có hai tình huống xảy ra. Nếu người chết để lại di chúc, thực hiện chia số tiền trong sổ tiết kiệm theo di chúc của người chết, khi đó kết hợp với sự hướng dẫn của ngân hàng, đồng thừa kế thực hiện nhận số tiền trong sổ tiết kiệm và chia theo di chúc của người chết. Nếu người chết không để lại di chúc, các đồng thừa kế kết hợp với sự hướng dẫn của ngân hàng và thực hiện văn bản thỏa thuận, khai nhận di sản thừa kế tại các tổ chức hành nghề công chứng và thực hiện nhận tiền theo sự thỏa thuận của các đồng thừa kế.